Hồi thứ 14 Đánh Ngọc Hồi, quân Thanh thua trận Bỏ Thăng Long, chiêu thống trốn ra ngoài Lại nói, Tôn Sĩ Nghị sau khi đem quân ra cửa ải Xuyên rừng vượt núi, như dẫm đất bằng Ngày đi đêm nghỉ, không phải lo lắng gì Kéo thẳng một mạch đến thành Thăng Long Không mất một mũi tên, như vào chỗ không người Từ xưa, các nhà cầm quân chưa có khi nào được dễ dàng như thế cho nên y xem thường cho là vô sự không cần phải đề phòng rồi đó y lại càng thêm kiêu căng buông tuồng mặc cho quân lính các đồn tự tiện bỏ cả đội ngũ đi lại lang thang không còn có kỷ luật gì cả có kẻ đi ra khỏi thành đến hơn 10 dặm để kiếm củi đun có kẻ đi tới các chợ búa dân gian để buôn bán hàng ngày sớm đi tối về xem như việc bình thường bọn tướng tá cũng ngày ngày chơi bời tiệc tùng không hề để ý gì đến việc quân hễ ai nhắc đến tình hình giặc giả thì bọn họ đáp rằng chúng nó như cá chậu chim lồng còn chút hơi thừa thoi thóp không đáng nói đến vâng lệnh của quan lớn đốc bộ định đến ngày mùng 6 tháng giêng nhân dịp đầu xuân sẽ xuất quân kéo thẳng đến sào huyệt của quân tây sơn bọn giặc ấy nhất định sẽ lần lượt bị bắt sống không một tên nào lọt lưới người Nam Hà sẽ đến mà xem. Thế là người trong nước, kể cả các viên quan đã từng trốn tránh hồi xưa mà bấy giờ đã được thấy lại bóng mặt trời. Ai nấy mới đều yên tâm vui mừng về cuộc sum họp trước mắt. Rồi họ dựa vào tổng đốc họ tôm làm bức trường thành, không còn nghĩ gì đến việc cung khuyết bị tàn hoang, không còn lo gì đến việc kẻ địch đang ở nơi cửa ngõ. Võ lặng, văn im, thảy đều bê trễ. Vừa lúc ấy, có người cung nhân cũ từ phủ trường yên tới nói với thái hậu rằng xe vua trở về kinh thành đã gần một tháng hiệu lệnh ban ra chẳng qua mới đến các vùng ứng hòa thường Tính, từ sơn thuận thành quảng oai năm lộ mà thôi còn như từ trường yên về nam thanh hoa là đất căn bản lăng tẩm tiền triều ở đó nghệ an cũng là quận chân tay quân cấm và quân túc trực đều lấy người ở đấy thì nay vẫn bị mất về tay giặc, tin tức không thông. Đó thật là điều đáng lo rất lớn. Hiện nay, việc nước hư thực thế nào? Thế giặc mạnh yếu ra sao? Những người đứng ngoài mà xem, không ai không biết. Trước đây, hoàng thượng gặp nạn phải chạy, các quan treo đeo vượt suối, khó nhọc vất vả đã hơn một năm, bao nhiêu nhân tình chắc đã từng trải hết rồi. Sao vẫn điềm nhiên không lo gì cả? tổng đốc họ tôn từ thượng quốc tới đây thế nước và tình hình của giặc chỉ biết đại khái đến như các miền cũng có nơi sung yếu nơi bình thường chia đồn và mai phục cần phải trù tính kỹ càng việc binh có lúc nên đánh lúc nên giữ phải tùy cơ ứng biến trong chốc lát tất cả những điều ấy họ làm sao mà hiểu được rõ ràng đích xác vả chăng khi trước lê quýnh khai báo ở bên ấy nói rằng nhiều nơi trong nước ta không chịu theo giặc người chuộng nghĩa còn nhiều lòng người cũng có thể trông cậy nếu được đại binh sang làm thanh viện thì công việc khôi phục có thể thành đó chỉ là một cách nói để tổng đốc họ tôn không cho việc ấy là khó quýnh vì muốn chống được quân sang cứu cho nên mới bịa ra lời nói hảo để lừa dối họ họ cũng tưởng là thật hăng hái tiến lên không còn lo nghĩ gì về sau cứ xem lời lẽ trong hịch thì những điều họ bắt buộc mình phải đương lấy rất là nặng nề. Còn họ thì chỉ lãng vảng ở bên bờ sông, lấy thanh thế xuông để dọa dẫm mà thôi. Không biết rằng Nguyễn Huệ là một tay anh hùng lão luyện, dũng mãnh và có tay cầm quân. Xem hắn ra bắt vào Nam, ẩn hiện như quỷ thần, không ai có thể lường biết. Hắn bắt hữu chỉnh như bắt trẻ con, giết văn nhậm như giết con lợn. Không một người nào dám nhìn thẳng vào mặt hắn thấy hắn trỏ tay, đưa mắt là ai nấy đã phách lạc hồn siêu, sợ hơn sợ sấm sét E rằng chẳng mấy lâu nữa, hắn lại trở ra. Tổng đốc họ tôn đem thứ quân nhớ nhà kia mà chống chọi, thì địch sao cho nổi. Họ chẳng qua chỉ là người khách. Chuyến này sang cũng cốt xem sự thế khó hay dễ, để liệu bề tiến lui mà thôi. Nhưng còn nhà nước của ta thì sao? Thái hậu có thể chạy sang đất Trung Hoa một chuyến nữa chăng? Thái hậu giật mình nói. Đó chính là tâm sự của gái già này. Vẫn ngày đêm lo lắng mà chưa biết làm thế nào. Rồi nhân tiện, Thái hậu đem việc đó nói lại với vua. Bây giờ nhà vua mới hoảng sợ, liền cùng bọn quýnh đến doanh quân của Nghị, tha thiết xin xuất quân. Nghị gọi quýnh đến mà căng vặn rằng, Người nước mày này quả thật không thể trông cậy được. Thế thì lời cung khai của mày trước đây ra sao? dám lừa dối ta chăng? Rồi nghị ngoảnh sang bảo vua. Tự vương trẻ tuổi, chưa từng trải công việc. Trước đây tới đón chào ta ở Lạng Sơn, sao không nói cho rõ? Bây giờ, nhân khi ta thắng, đè bẹp ngay lúc chúng đang khốn đốn. Hả chẳng phải dễ dàng hơn hay sao? Này đã bỏ lỡ cơ hội ấy, để chúng có thì giờ thông thả mà bày mưu đặt trước. Cách trị chúng cần phải tính toán cho chu đáo không thể hấp tấp. Vả lại, đã định đến sang xuân, vào ngày mùng 6 thì sẽ xuất quân. Như vậy cũng không còn xa gì nữa. Nếu muốn đi gấp, thì cho phép vua tôi nhà ngươi đem một đạo quân đi trước cũng được. Vua lui ra bảo với quýnh rằng, Ngươi từng dốc lòng với ta, việc nước cũng đã được quá nữa rồi. Vậy nay hãy cố gắng làm cho tròn công trạng trước, đừng để người trong nước có thể bàn tán về ta, và thiên triều có chỗ của trách được ta. Lại nói, Lê Quýnh là người làng Đại Mão, huyện Siêu Loại, vốn là một tay phong lưu công tử, con trai của tiến sĩ Triều Lê là Lê Doãn Giảng. Khi tuổi trẻ, Quýnh chỉ biết uống rượu, đánh bạc. Việc văn, việc võ đều chưa hề luyện tập qua. Trước kia vì là con nhà quý tộc thân cận, nên được vào làm gia thần nhà vua. Đến khi quân Tây Sơn tới xâm lấn, kinh thành thất thủ, quấn vân mệnh vua theo hầu thái hậu lên cao bằng, rồi bị quân giặc đuổi bắt, phải chạy sang Trung Quốc. Vì quấn hơi biết chữ nghĩa, cho nên khi chuyện trò với người thanh thường bịa ra nhiều câu khoác lác. Tôn sĩ nghị cũng không xét đến chỗ đó, đem lời tâu lên, vua thanh ưng thuận. Thế rồi may được khôi phục lại nước nhà. Quấn tự cho là công lao của mình, sau khi về thành Thăng Long, Quýnh chỉ lo đền ơn trả oán và công nhiên ăn của đúc lót. Những tay hào kiệt trong nước đều không ưa Quýnh. Vua cho là Quýnh có công, giao cho cầm quân. Nhưng Quýnh, mắt còn choáng lộn bóng tinh kỳ, tai chưa nghe quen tiếng chiên trống, nói gì đến chuyện sắp đặt việc binh bị. Quýnh bèn mượn cớ không muốn xa rời cạnh vua, xin vua truyền cho viên trấn thủ Sơn Tây đem quân bản bộ đóng trước ở giảng khẩu để chặn đường ra của quân Tây Sơn. Đó là quân thành không hề thấu đến hai xứ Thanh Nghệ. Vì vậy, việc quân Thanh đến Thăng Long và việc vua Lê nhận phong ngày 22 tháng 11 từ Thanh Hoa trở vào không một người nào được biết. Ngày 20 tháng ấy, sở lui về Tam Điệp thì ngày 24 tuyết đã vào đến thành Phú Xuân. Bác Bình Vương tiếp được tin báo, giận lắm, liền họp các tướng sĩ, định thân chinh cầm quân đi ngay. Nhưng các người đến họp đều nói. Chúa Công với vua Tây Sơn có sự hiềm khích. Đối với ngôi chí tôn, lòng tôn phò của mọi người chưa thật vững bền. Nay nghe quân thanh sang đánh, càng dễ sinh ra ngờ vực hai lòng. Vậy xin trước hết hãy chính vị hiệu, ban lệnh ân xá khách trong ngoài, để yên kẻ phản trắc và giữ lấy lòng người rồi sau sẽ cất quân ra đánh dẹp cõi Bắc, cũng chưa là muộn. Bắc Bình Vương lấy làm phải, bèn cho đắp đàn ở trên núi Bàn, thuộc xã An Cựu, huyện Hương Trà, Thừa Thiên. Tế cáo trời đất cùng các thần sông, thần núi. Chế ra áo cổ mũ miệng, lên ngôi hoàng đế. Đổi năm thứ 11 niên hiệu Thái Đức của vua Tây Sơn Nguyễn Nhạc, làm năm đầu niên hiệu Quang Trung, Lễ xong, hạ lệnh xuất quân. Hôm ấy nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Thân năm 1788. Vua Quang Trung tự mình đốc xuất đại binh, cả thủy lẫn bộ cùng ra đi. Ngày 29 đến Nghệ An, Vua Quang Trung cho vời người cống sĩ ở huyện La Sơn là Nguyễn Thiết vào dinh và hỏi. Quân Thanh sang đánh, tôi sắp đem binh ra chống cự. Mưu đánh và giữ, cơ được hay thua Tiên sinh nghĩ như thế nào? Thiếp nói Bây giờ trong nước trống không Lòng người tan rã Quân Thanh ở xa tới đây Không biết tình hình quân ta yếu hay mạnh Không hiểu rõ thế Nên đánh hay nên giữ ra sao Chúa công đi ra chuyến này Không quá 10 ngày Giặc Thanh sẽ bị dẹp tan Vua Quang Trung mừng lắm Bèn sai đại tướng là hám hổ hầu Kén lính ở Nghệ An Cứ ba suốt đinh thì lấy một người chưa mấy lúc đã được hơn một vạn quân tinh nhuệ rồi nhà vua cho mở cuộc duyệt binh lớn ở doanh trấn đem số thân quân ở thuận hóa quảng nam chia làm bốn doanh tiền hậu tả hữu còn số lính mới tuyển ở nghệ an thì làm trung quân vua quang trung cưỡi voi ra doanh yên ủi quân lính truyền cho tất cả đều ngồi mà nghe lệnh rồi dụ họ rằng quân thanh sang xâm lấn nước ta hiện ở thăng long các ngươi đã biết chưa? Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị. Người phương Bắc không phải nòi giống nước ta, bụng dạ ác khác. Từ đời nhà Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải. Người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi. Đời Hán có trưng nữ vương, Đời Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành. Đời Nguyên có Trần Hưng Đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ. Các ngài không nỡ ngồi nhìn chúng làm điều tàn bạo, nên đã thuận lòng người, giấy nghĩa quân, đều chỉ đánh một trận là thắng và đuổi được chúng về phương Bắc. Ở các thời ấy, Bắc Nam riêng phận, bờ cõi lặng yên, các vua truyền ngôi lâu dài. Từ đời nhà Đinh tới đây, dân ta không đến nỗi khổ như hồi nội thuộc xưa kia. Mọi việc lợi hại được mất ấy đều là chuyện cũ ranh rành của các triều đại trước. Nay người thanh lại sang, mưu đồ lấy nước Nam ta đặt làm quận huyện, không biết trong gương mấy đời tống nguyên minh ngày xưa. Vì vậy, ta phải kéo quân ra đánh đuổi chúng. Các ngươi đều là những kẻ có lương tri lương năng, hãy nên cùng ta đồng tâm hiệp lực để dựng nên công lớn chớ có quen theo thói cũ ăn ở hai lòng nếu như việc phát giác ra sẽ bị giết chết ngay tức khắc không tha một ai chớ bảo là ta không nói trước các quân lính đều nói xin vâng lệnh không dám hai lòng hôm sau vua quan trung hạ lệnh tiến quân các quân đều nghiêm chỉnh đội ngũ mà đi khi đến núi tam điệp sở và lân ra đón đều mang gươm trên lưng mà xin chịu tội vua quan trung nói các ngươi đem thân thờ ta đã làm đến chức tướng soái ta giao cho toàn hạt cả 11 thừa tuyên lại cho tùy tiện làm việc chú thích từ thời lê hồng đức các trấn ở bắc hà đều gọi là thừa tuyên vậy mà giặc đến không đánh nổi một trận mới nghe tiếng đã chạy trước binh pháp dạy rằng quân thua chém tướng tội của các ngươi đều đáng chết một vạn lần song ta nghĩ các ngươi đều là hạng võ dũng chỉ biết gặp giặc là đánh đến như việc tùy cơ ứng biến thì không có tài cho nên ta để ngô thì nhậm ở lại đấy làm việc với các ngươi chính là lo về điều đó bắc hà mới yên lòng người chưa phục thăng long lại là nơi bị đánh cả bốn mặt không có sông núi để nương tựa năm trước ta ra đánh đất ấy chúa trịnh quả nhiên không thể chống nổi đó là chứng cớ rõ ràng các ngươi đóng quân trơ trọi ở đấy quân thanh kéo sang người trong kinh kỳ làm nội ứng cho chúng thì các ngươi làm sao mà cử động được các ngươi đã biết nín nhịn để tránh mũi nhọn của chúng chia ra chặn giữ các nơi hiểm yếu bên trong thì kích thích lòng quân bên ngoài thì làm cho giặc kiêu căng kế ấy là rất đúng khi mới nghe nói ta đã đoán là do ngô thì nhậm chủ mưu sau hỏi văn tuyết thì quả đúng như vậy thì nhậm bèn lại hai lại để tạ ơn. Vua quan Trung lại nói, Lần này ta ra, thân hành cầm quân, phương lược tiến đánh đã có tính sẵn. Chẳng qua mươi ngày có thể đuổi được người thanh. Nhưng nghĩ chúng là nước lớn gấp mười nước mình, sau khi bị thua một trận, ác lấy làm thẹn mà lo mưu báo thù. Như thế thì việc binh đao không bao giờ dứt, không phải là phúc cho dân, nỡ nào mà làm như vậy. Đến lúc ấy, chỉ có người khéo lời lẽ mới dẹp nổi việc binh đao. Không phải ngô thì nhậm thì không ai làm được. Chờ 10 năm nữa, cho ta được yên ổn mà nuôi dưỡng lực lượng. Bây giờ nước giàu quân mạnh, thì ta có sợ gì chúng? Bọn lân sở đều lạy tạ và nói. Chúa Thượng thật là lo xa, chúng tôi ngu dại không thể nghĩ tới chỗ đó. Hiện nay phương lược tiến đánh ra sao, xin Chúa Thượng nhất nhất chỉ rõ để chúng tôi tuân theo mà làm vua Quang Trung bèn sai mở tiệc khao quân, chia quân sĩ ra làm năm đạo, hôm đó là ngày 30 tháng chạp. Rồi nhà vua bảo kính với các tướng rằng, ta với các ngươi hãy tạm sửa lễ cúng Tết trước đã. Đến tối 30 Tết lập tức lên đường, hẹn đến ngày mùng 7 năm tới thì vào thành Thăng Long mở tiệc ăn mừng. Các ngươi nhớ lấy, đừng cho là ta nói khoác. Sau đó nhà vua truyền lệnh, các viên tướng ở trung quân thuộc về doanh vua sai phái là đại tư mã sở nội hầu lân đốc xuất tiền quân làm tiên phong hám hổ hầu đốc xuất hậu quân làm đốc chiến đại đô đốc lộc đô đốc tuyết đốc xuất tả quân trong đó gồm có thủy quân vượt biển vào sông lục đầu rồi tuyết vẫn kinh lý vùng hải dương để tiếp ứng với mặt đông còn lộc thì đi gấp lên các hạt lạng sơn phượng nhãn yên thế để chặn đường về của quân thanh đại đô đốc bảo đô đốc long đốc xuất hữu quân trong đó gồm quân voi và quân kỵ mã long xuyên qua huyện trương đức theo đường đến thẳng làng nhân mục huyện thanh trì để đánh ngang vào đồn quân điền châu bảo thì thống đốc quân voi ngựa do đường sơn minh ra làng đại án huyện thanh trì để tiếp ứng cho cánh hữu cả năm đạo quân đều lại vâng mệnh lệnh đúng ngày giống trống lên đường ra bắc khi quân ra đến sông gián nghĩa binh trấn thủ ở đó tan vỡ chạy trước lúc đến sông thanh quyết toán quân thanh đi do thám từ đằng xa trông thấy bóng cũng chạy nốt vua quan trung liền thúc quân đuổi theo tới huyện phú xuyên thì bắt sống được hết không để tên nào trốn thoát bởi vậy không hề có ai chạy về báo tin nên những nạo quân thanh đóng ở hà hồi và ngọc hồi đều không biết gì cả Nửa đêm ngày mùng 3 tháng Giêng năm Kỷ Dậu, năm 1789, vua Quang Trung tới làng Hà Hồi, huyện Thượng Phúc, lặng lẽ vây kính làng ấy, rồi bắt loa truyền gọi. Tiếng quân lính luân phiên nhau dạ rang để hưởng ứng, nghe như có hơn vài vạn người. Trong đồn lúc ấy mới biết, ai nấy rụng rời sợ hãi, liền xin ra hàng, lương thực khí giới đều bị quân Nam lấy hết. Vua Quang Trung lại truyền lấy 60 tấm ván, cứ ghép liền 3 tấm là một bức. Bên ngoài lấy rơm dấp nước phủ kính, tất cả là 20 bức. Đoạn kén hạng lính khỏe mạnh, cứ 10 người khênh một bức, lưng dắt dao ngắn. 20 người khác đều cầm binh khí theo sau, dàn thành trận chữ nhất. Vua Quang Trung cưỡi voi đi đốc thúc, mờ sáng ngày mùng năm tiến sát đồ ngọc hồi. Quân thanh nổ súng bắn ra, chẳng trúng người nào cả, Nhân có gió bắt, quân Thanh bèn dùng ống phun khói lửa ra, khói tỏa mù trời, cách gan tất không thấy gì, hòng làm cho quân Nam rối loạn. Không ngờ trong chốc lát trời bỗng trở gió Nam, thành ra quân Thanh lại tự làm hại mình. Vua Quang Trung liền gấp rút sai đội khiên ván, vừa che vừa xông thẳng lên trước. Khi ươm giáo của hai bên đã chạm nhau thì quăng ván xuống đất, ai nấy cầm dao ngắn chém bừa. Những người cầm binh khí theo sau cũng nhất tề xông tới mà đánh. Quân thanh chống không nổi, bỏ chạy tán loạn, dây xéo lên nhau mà chết. Tên thái thú Điền Châu là sầm nghi đống tự thắt cổ chết. Quân Tây Sơn thừa thế chém giết lung tung, thay nằm đầy đồng, máu chảy thành suối. Quân Thanh đại bại. Trước đó, Vu Quang Trung đã sai một toán quân theo bờ đê Yên Duyên kéo lên, mở cờ giống trống để làm nghi binh ở phía đông, Đến lúc ấy, quân thanh chạy về trông thấy, càng thêm hoảng sợ, bèn tìm lối tắt theo đường Vịnh Kiều mà trốn. Chợt lại thấy quân voi từ đại án tới, quân thanh đều hết hồn hết vía, vội trốn xuống đầm mực, làng Quỳnh Đô. Quân Tây Sơn lùa voi cho dày đạp, chết đến hàng vạn người. Giữa trưa hôm ấy, vua Quang Trung tiến binh đến Thăng Long, rồi kéo đại quân vào thành, chiếc chiến bào màu đỏ của nhà vua đã bị nhuộm đen vì khói thuốc súng nguyên trước đó đô đốc long đốc xuất hữu quân đã đem binh đến đóng ở làng nhân mục huyện thanh trì lúc vua quang trung đang đánh với quân thanh ở ngọc hồi thì sáng hôm ấy long đã đánh tên thái thú điền châu ở trại khương thượng thuộc huyện quảng đức quân thanh tan vỡ bỏ chạy long liền tiến trước vào thành lại nói Tôn Sĩ Nghị và Vua Lê ở thành Thăng Long tuyệt nhiên không nghe tin cấp báo gì cả. Cho nên trong ngày Tết, mọi người chỉ chăm chú vào việc yến tiệc vui mừng, không hề lo chi đến việc bất trắc. Nào hay, cuộc vui chưa tàn, cơ trời đã đổi. Ngày mồng 4, bỗng thấy quân ở đồn Ngọc Hồi chạy về cáo cấp. Thật là, tướng ở trên trời xuống, quân chui dưới đất lên. Bọn ấy lại nói, quan quân ở đồn Hà Hồi đều bị quân Tây Sơn đánh ức bắt hết cả. Ở đây cách đồn Ngọc Hồi không xa, sớm chiều thế nào cũng bị đánh tới. Tôn Sĩ Nghị hoảng hốt sợ hãi, lập tức sai lãnh binh Quảng Tây là Thang Hùng Nghiệp, dẫn viên hàng tướng Tây Sơn là Phan Khải Đức đem nghĩa binh tới cứu. Lại sai 20 lính kỵ mã ở dưới trướng của mình cùng đi với Nghiệp và dặn họ rằng Trong khoảng chốc lát, phải tiếp tục báo tin về ngay, ý của nghị chỉ lo có một mặt đó không ngờ lại có mặt khác ập tới canh tư đêm ấy chợt nghe ở phía tây bắc thành tiếng súng nổ đùng đùng không ngớt nghị vội sai người cưỡi ngựa ra xem thì nghe báo tin đồn quân điền châu tan vỡ quân tây sơn đã vào cửa ô đốt giết lung tung khói lửa bốc lên đầy trời rồi tôn sĩ nghị sợ mất mật ngựa không kịp đóng yên người không kịp mặt giáp dẫn bọn lính kỵ mã của mình chuồn trước qua cầu phao rồi nhắm hướng bắc mà chạy. Quân sĩ các doanh nghe tin đều hoảng hồn, tan tác bỏ chạy, tranh nhau qua cầu sang sông, xô đẩy nhau rơi xuống mà chết rất nhiều. Lát sau cầu lại bị đứt, quân lính đều rơi xuống nước, đến nỗi nước sông Nhĩ Hà, tức sông Hồng, vì thế mà tắt nghẽn không chảy được nữa. Vua Lê ở trong điện, nghe tin có việc biến ấy, vội vã cùng bọn Lê Quýnh, Trịnh Hiến đưa Thái Hậu ra ngoài. Cả bọn chạy đến bến sông thì thấy cầu phao đã đứt, thuyền bè cũng không, bèn gấp rút chạy đến nghi tàm. Thinh Linh gặp được chiếc thuyền đánh cá, vội cướp lấy rồi chèo sang bờ bắc. Trưa ngày mồng 6, vua Lê và những người tùy tùng chạy đến núi Tam tầng Nghe nói Tôn Sĩ Nghị đã đi khỏi đó. Bây giờ quân Thanh chạy về nước, trên đường đông nghịch như chợ, đêm ngày đi gấp, không dám nghỉ ngơi. Vua đưa Thái Hậu cùng đi với họ đến đồn Hòa Lạc thì gặp một người thổ hào. Hồi trước vua Lê chạy ra ngoài, người ấy đã được biết mặt. Lúc đó thấy vua, người ấy bất giác rơi lệ, nhân tiện mời vua vào trại trong núi tạm nghỉ. Bây giờ, vua Lê và những người tùy tòng luôn mấy ngày không ăn, ai nấy đều đã mệt lửa người thổ hào kia liền giết gà làm cơm thép đãi Vua sai bưng một mâm lên mời Thái hậu, còn mình thì cùng ăn với bọn quính hiến ở mâm dưới. Ăn vừa xong, chợt nghe tin quân Tây Sơn đã đuổi theo tới nơi. Vua cuốn quýt bảo người thổ hào rằng, Muôn đội hậu tình không có gì để báo đáp, chỉ có trời cao đất dày chứng giám tất lòng thành của ông mà ban phúc cho thôi. Bây giờ quân giặc gần tới, trước mắt đây có con đường sống nào có thể chạy gấp lên cửa ải xin tính kế ngay cho người thổ hào vội vã sai con đưa đường theo lối tắt trong núi mà đi trời nhá nhem tối thì nhà vua đến cửa ải theo kịp chỗ nghỉ của tôn sĩ nghị một lát các viên quan khác cũng lục tục theo đến cùng nhìn nhau than thở oán giận chảy nước mắt tôn sĩ nghị cũng lấy làm xấu hổ nhân tiện vua từ giả sĩ nghị và nói Quả nhân không có tài, chẳng giữ nổi xã tắc. Đội ơn tướng quân vân chỉ của hoàng đế sang cứu viện, nào ngờ lòng trời không giúp nước nhỏ, nay ngài lại bỏ mà đi. Kính chúc tướng quân về triều được hai chữ vạn phúc. Còn quả nhân xin ở lại đất nước, thu nhặt dân binh, để tính việc nổi lên chuyến khác. Xa nhờ oai linh, may được nên việc, đều là ơn của tướng quân ban cho. Nếu như sự thế không xong, lại xin sang hầu tướng quân, như thế cho tiện. Nghị nói, Nguyễn Quang Trung chưa diệt, việc này còn chưa thôi. Nay hãy dân biểu tâu lên xin quân, không để một tháng, đại binh sẽ lại tới. Chỗ này gần kề đảng giặc, ở lại không tiện. Hãy tạm vào Nam Ninh nghỉ ngơi, để chờ thánh chỉ cũng được. Vua Lê nghe lời, Nghị bèn cùng bọn tướng tá thu nhặt tàn quân kéo về vua lại sai bọn quýnh hiến ở lại để ngầm chiêu dụ những người trung nghĩa ở trong nước còn vua thì cùng viên phụ đạo tức tù trưởng cao bằng là địch quận công hoàng ích hiểu viên trấn thủ kinh bắc người làng nộm liễu huyện nam đường là lê hân viên đề lĩnh bốn thành người huyện thư trì trấn sơn nam là phạm như tùng viên phó đề lĩnh người làng thanh tuyền huyện nam đường là nguyễn viết triệu viên thử tri công tượng chính người làng Nghĩa Động, huyện Nam Đường là Lê Văn Trương. Viên hiệp lý quân vụ, người làng Quỳnh Côi, huyện Nam Đường là Phạm Trần Thiện. Người bà con bên vợ ở làng Tì Bà, huyện Lan Tài là Nguyễn Quốc Đống. Viên trưởng Tứ Bảo, người làng Đồng Bản, Trấn Thanh Hoa là Lê Quý Thích, cùng đưa Thái Hậu theo nghị sang Trung Quốc. Thật là, bờ cõi chưa xong bề tính liệu nước non buồn nổi lúc chia ly chưa biết việc ấy ra sao hãy chờ hồi sau phân giải